người tính không bằng trời tính. Quý vị thân mến, người xưa cũng tin rằng trên đường đời nên là tích đức làm việc thiện, hướng đạo hướng thiện, bởi vì đạo trời sẽ bảo vệ người lương thiện. Khôn ngoan lớn nhất của đời người chính là nhân hậu. Vì vậy, những người thông minh không bao giờ so đo tính toán những được mất nhất thời. Bởi suy cho cùng, người tính không bằng trời tính. So đo tính toán chỉ có thể thắng được nhất thời, chứ không thể thắng được cả đời. Một người không quá để tâm, so đo tính toán làm sao để bản thân được lợi, thì cuối cùng lại được lợi. Trái lại, người luôn tìm cách để người khác chịu thiệt thòi mà chiếm lợi về mình, thì cuối cùng lại bị mất nhiều hơn. Người ta nói đó là người tính không bằng trời tính. Cổ ngữ có câu: họa do ác tác, phúc do đức sinh. Họa là do làm việc ác mà ra, phúc là do đức mới có. Cổ nhân cho rằng thế sự là vô thường, nhân sinh như mộng, nên không thao tổn tâm sức vào việc tranh danh đoạt lợi. Những điều được cho là thứ ngoại thân. Người xưa cũng tin rằng trên đường đời nên là tích đức làm việc thiện, hướng đạo hướng thiện, bởi vì đạo trời sẽ bảo hộ người lương thiện. Ngược lại, người ham lợi, chỉ luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân thì thường chiêu mời họa, bởi vì họa do ác tác. Về vấn đề này, trong Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát, cuốn sách được coi là một bộ từ điển bách khoa đầu tiên của Trung Hoa cổ đại, có ghi chép lại một câu chuyện như vậy. Vào triều đại nhà Tống, Lý Sĩ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần ông phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên, có võ tướng Dư Anh theo cùng làm người phụ tá. Sau khi hoàn thành xong sứ mệnh, Lý Sĩ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng. Ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên lo lắng rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Vì thế, ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sĩ Hành được tặng lót ở đáy thuyền, sau đó đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm. Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn nhấn chìm con thuyền. Lúc ấy, vì con thuyền quá nặng nên là tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn. Không còn cách nào khác, người thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Sư Anh vứt bỏ những vật phẩm đi để thuyền nhẹ bớt, bảo đảm an toàn cho mọi người. Nếu không thì thuyền lật, mọi người sẽ bị chết. Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng với những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa, thì sóng gió nhẹ hơn và dần dần ngừng lại, thuyền cũng ổn định và họ thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện ra những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình, những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành. Bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót nên là hoàn toàn không bị mất mát một chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Cuối cùng, thuyền về tới nơi an toàn. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Lý Sĩ Hành bởi vì không quan tâm chú ý, kết quả chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý, mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sự việc ấy xem ra hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực không phải. Lý Sĩ Hành được là bởi vì ông bình thường xem nhẹ, không màng danh lợi và làm người ngay thẳng, chính trực, không toan tính vụ lợi. Dư Anh mất chính là bởi vì ông ta quá mê chuộng tài vật, chỉ tính toán điều có lợi cho mình, làm người không phúc hậu. Loại suy nghĩ tâm tính ích kỷ ấy cuối cùng đã làm hại ông. Cảnh giới tư tưởng khác nhau thì làm việc sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Người tính không bằng trời tính, điều này chẳng phải cũng minh chứng rằng đạo lý thường thiện phạt ác, hết thảy đều là thiên lý của người xưa là vô cùng chính xác hay sao? Nếu cuộc đời không suôn sẻ như ý muốn, hãy nghe 14 câu này. Kính thưa quý vị, trên chặng đường đời phải trải qua mưa gió,
mới mong tới một ngày bình yên, phải dấn thân vào đêm đen mới tới được ngày mai tươi sáng. Cho nên, việc bạn cần làm không phải là cam chịu số phận hay buông bỏ, mà bạn phải tiến thẳng về phía trước bằng niềm tin và động lực của bản thân mình. Có bao giờ bạn thử ngẫm lại rằng liệu có phải mình đang lo nghĩ nhiều quá chăng? Bạn căng thẳng, nhức đầu chỉ vì vài thứ chuyện còn con nhỏ nhặt. Bạn thường than thở đại loại: đời về cơ bản là buồn. Và nghe không dưới 3 lần mỗi tuần câu này từ bạn bè: mày nghĩ nhiều quá. Người suy nghĩ tích cực, cuộc sống thường tươi đẹp, hạnh phúc hơn, được người xung quanh yêu mến hơn. Ai cũng hiểu đạo lý ấy, nhưng cải biến tư tưởng của một người có lối nghĩ tiêu cực lại không phải là chuyện chỉ trong một sớm một chiều. Những lời khuyên chân thành, những đạo lý bình dị nhất đôi khi lại thay đổi tình hình khá nhiều. Người tự ti nhìn đời quá tiêu cực, hãy luôn ghi nhớ rằng: 1. Quá để ý tới người khác thường sẽ làm tổn thương chính bản thân. 2. Những người đối xử tốt với mình sẽ càng ngày càng ít đi, hơn nữa cũng không nhất định ở bên cạnh bạn mãi. Bởi vậy, trước tiên cần học cách đối xử tốt với chính mình, yêu thương chính mình. 3. Thật lòng đối tốt với một người chưa chắc đã được báo đáp. Đôi khi, chính những người bạn không để tâm chú ý tới lại là kẻ coi trọng bạn nhất. 4. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ trong đời chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cũng có rất nhiều điều chỉ gặp một lần duy nhất. 5. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không phải lúc nào trong tình yêu cũng có cái gọi là thật lòng. Đắng cay nhiều cũng chẳng thể làm chi, thà rằng quên đi chuyện cũ. 6. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng chẳng cần phải tranh luận ai đúng ai sai, điều phải điều trái. Tranh luận rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ hoài công vô ích, tổn thương nguyên khí của nhau thôi. 7. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng nếu bản thân gặp chuyện không vui cũng chớ nên cầu mong sự chia sẻ của người khác. Cuộc đời mình chỉ có tự mình chịu trách nhiệm mà thôi. 8. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ vốn là không thuộc về mình, càng dùng sức cưỡng cầu sẽ càng không như ý. Tốt nhất hãy để mọi thứ tùy duyên mà tới mà đi, cõi lòng cũng trở nên thanh thản. 9. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không nhất thiết mỗi việc mình làm đều có nghĩa, có thể coi chúng như là một ký ức đẹp, vậy là đã đủ rồi. 10. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều người từng đi qua cuộc đời của mình mà bạn không còn nhận ra, nhưng xin hãy cứ lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về họ. 11. Ngay từ bây giờ, hãy nắm chặt tay những người bạn có thể nắm chặt và buông tay những người không thể níu giữ. Đừng vì níu giữ một người không đáng níu kéo mà mất đi rất nhiều người khác. 12. Hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng của chính mình, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng trong mắt người khác thì nó không là gì cả. 13. Lúc tâm trạng không vui, chớ nên nổi cáu với mọi người, để rồi sau đó lại cầu mong họ tha lỗi. Trên đời sẽ chẳng có ai giống như cha mẹ bạn, luôn bao dung và chở che, luôn tha thứ cho bạn, dẫu là lỗi lầm lớn nhất. 14. Chuyện không liên quan tới mình, bạn đừng quản. Có những người, những việc nên tránh gặp, tránh vướng vào là tốt nhất. Đừng vì chút chuyện không đâu mà tức giận, tổn hao nguyên khí của chính mình. Người xưa nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lại có câu, tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Tạm hiểu là, tướng sinh ra từ tâm, hoàn cảnh tùy theo tâm mà biến đổi. Nguyễn Du cũng từng viết trong truyện Kiều: người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Trong lòng người ta nghĩ điều gì thì môi trường bên ngoài cũng sẽ biến đổi theo như thế. Tâm bạn chứa điều gì thì cũng sẽ thu hút những điều tương tự như thế đến với mình trong đời. Người tiêu cực chán trường sẽ chỉ chuốc lấy những điều sầu muộn chồng chất như vậy, làm cho người ta chẳng phút nào nguôi. Nếu muốn hạnh phúc gõ cửa nhà mình, trước tiên bạn hãy là người có suy nghĩ tích cực, là người biết ươm trồng hạnh phúc